Chủ nhật tuần thứ năm thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Gennesaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn trai trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá. Đến gần chìm, thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mình dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và Gio-an, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. Suy niệm: suốt một đêm không ngủ, vất vả để đánh cá, nhưng không được con nào. Thật là một đêm thất bại hoàn toàn đối với Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an. Chắc chắn các ông vừa mệt, vừa buồn vì sự thất bại, nhưng vì lời của Chúa Giêsu mời gọi, lại đưa thuyền ra nơi nước sâu để thả lưới bắt cá. Không biết Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an làm theo vì tin vào lời Chúa Giêsu, hay làm vì miễn cưỡng, vì không muốn làm mất lòng Chúa. Chúng ta không biết Phêrô có tin vào lời Chúa Giêsu hay không, nhưng chắc chắn đây là việc làm trái với kinh nghiệm của Phêrô về việc đánh bắt cá. Bởi vì sau một đêm mệt nhọc uổng công, bây giờ là ban ngày, cố gắng cũng vô ích. Dù sao thì cuối cùng Phêrô cũng vì lời Thầy đã thả lưới, và điều kỳ diệu đã đến. Một mẻ cá lạ lùng ngoài sức tưởng tượng của các ông. Thế nhưng
Điều kỳ diệu hơn nữa đó là Phêrô đã nhận ra được người bảo mình thả lưới chính là Thiên Chúa. Và thân phận tội lỗi bất xứng của mình trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Trong cuộc sống mỗi ngày, mỗi người Kitô hữu ít nhiều đều có kinh nghiệm về việc vâng nghe lời Chúa. Chúng ta nhận ra lời Chúa nhiều khi bắt chúng ta đi lại với khuynh hướng tự nhiên của con người. Thực thi lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải hy sinh nhiều, thậm chí ngay cả đến tính mạng của mình. Thế nhưng điều kỳ diệu chỉ có thể đến với những ai can đảm vâng và thực thi lời Chúa. Có gì quý giá trong cuộc sống hơn niềm vui, sự bình an, niềm hy vọng, sức mạnh? Và chúng ta không thể tìm thấy được những điều quý giá đó ở nơi khác. Chúng ta chỉ bắt gặp và có được trong khi can đảm thực thi lời Chúa dạy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang yếu đức tin. Xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa để can đảm thực thi lời Chúa dạy. Ước gì mỗi người chúng con giàu ở trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ cuộc, như luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa sẽ dẫn chúng con đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Chúng con biết rằng cuộc đời luôn có những khó khăn, dòng đời luôn có những bấp bênh, nhưng chúng con sẽ đặt niềm tin vào Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và kêu cầu Chúa trong những lúc nguy nan.